Ra đi. Người đẹp à, tôi cũng không muốn chơi cái trò mang hông đó đâu, nhưng luật trừng đã bắt tôi phải làm như vậy. Đừng nghĩ có một chút võ thuật trong người định ra oai với tụi này hả? Trang, chắc là các anh hiểu lầm phải không? Sao luật rừng mày hiểu lầm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu còn muốn dựa vào nhau làm ăn lương thiện thì thôi ngay cái trò này đi. Còn nếu như muốn dở trò ăn hiếp, cưỡng bức người khác thì đừng trách tụi này quá tay. Tụi này đã phải đám đại gia ăn trắng mặt trơn ở phố thị nên cốc thèm chút dây người đẹp. Tụi bay dạy nó một bài học, cứ theo luật đường mà xử. Gấu đỏ, tôi thật không ngờ anh lại dở trò như vậy. Là bạn không muốn, muốn làm thù hả? Nhưng không sao, cho dù như thế nào tụi này vẫn sẽ mang hàng gì được tới nơi. Đánh nó tụi bay. Bỏ qua. Tôi bái phục người đẹp. Anh em rút. Em Trà, Gấu đỏ xin hậu đãi một chầu ở nhà hàng số 1 Trần Phú để tạ lỗi, có được chưa? Điều đó phụ thuộc vào thái độ cộng tác của anh nữa. Mình đi nha em. Anh chị á thì nhận hộp bánh này, còn cái này anh gửi lại. Tụi em á khởi đầu khó khăn mà chơi sang quá, tụi em á đang cần vốn nhiều lắm. Ừ anh Long à, anh hãy nhận đi, đây là một chút tấm lòng của tụi em thôi. Anh nhận đi, kẻo tụi em thấy áy náy lắm. Anh nhận đi anh Long. Hai đứa nói như vậy á thì anh nhận, nhưng cái này là anh giữ hộ cho hai đứa. Đến khi nào cần á, nói anh một tiếng, anh gửi cho. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Hai đứa uống nước. Dạ, dạ cảm ơn anh. Ghê quá ha. Cái này người ta gọi là ma lực trầm tích. Trầm hương nè anh. Anh kéo xuống đi, kéo cái tên hồi nãy á. À, cái tên này nè. Nó đó, nó đó. Đây nè. Đây đây đây, anh kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống nữa. Đó, kéo xuống nữa.
đó, có phải là cái này không nữa? Đúng rồi, nó là trầm hương đó. Anh mở lớn hơn nữa đi. Wow. Vào ngày 28 vừa qua, có tin một nhóm ít người tại khu vực tỉnh Quảng Nam tình cờ thấy được trầm hương. Trời ơi, chúng kỳ nam 30 tỷ. Ừ, anh nè. Mình tính tiền thôi. Bây giờ mình ra ngoài đi vòng vòng khu vực coi sao. Cũng được. Dạ trà nghe. Dạ đúng, chào anh nè. Gặp gỡ một số đối tác hả? Hay lắm. Nếu như mà anh em có lòng á thì từ này phải đến chứ. Ai lại thất lễ như vậy? Dạ được, cảm ơn người anh em. Được, cảm ơn nhiều. Nhất định chúng tôi sẽ tới. Cảm ơn anh. Mình đi nha. Chị ơi, tính tiền cho em chị ơi. Dạ, mình ra kia rồi tính.